mới nhìn thì có thể các bạn sẽ nghĩ đây là bánh bao đúng không nhưng mà không phải đâu nha mấy chiếc bánh này có tên là hot tóc cực kỳ hot ở bên hàn quốc luôn ta nói phô mai bên trong nó ngập ngụa mà đã vậy còn phối hợp ăn được với quá trời món được rồi cùng thử với tôi thế nào các bạn xin chào tất cả mọi người tôi là tú hiệu trưởng đây cái bịch bánh hot tóc này tôi mới đi mua về tức thì luôn nè các bạn các bạn mà muốn ăn thì cứ việc vô mấy cái siêu thị lớn á là siêu thị nào cũng có hết trơn một bịch như vậy sẽ có khá là nhiều bánh ở bên trong mà nghe tôi thấy trên tiktok có nhiều bạn bỏ lên vỉ nướng chảo chiên nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ dùng cái nồi chiên không dầu nha khi mà chín đều rồi thì cái lớp vỏ bánh bên ngoài nó sẽ giòn dai bên trong phần nhân thì có phô mai mozzarella và khoai lang nghiền khá là thơm kéo sợi ra đúng dài vị kiểu nó béo bùi mặn và có một tí ngọt dịu hay ở chỗ là món này phối hợp được từ những món cay như mì cay gà rán sốt cay cho tới những món tráng miệng như là kem giống tôi đang ăn đều được luôn nha các bạn bánh thì nó ấm nóng ăn cùng với kem lạnh mang lại cảm giác rất là thú vị ai mê thì nó lại chiến liền nha